Ok, hello, welcome back to Cao Tô Lộc Channel. Và hôm nay sẽ là một bài hát về tình yêu rất dễ thương, vừa mới viết xong luôn. Rồi, vô luôn nha. Xong và rất là cảm hứng để hát lên đây cho mọi người nghe ha. Rồi nếu mọi người thích hãy like, share, subscribe cho series tự sáng tác này. Mục tiêu của tôi á, là từ những video này tôi sẽ tiếp tục ra thêm những cái bài hát mới và sẽ có, nhất định sẽ có một bài được release trong năm nay, cuối năm nay luôn. Có nghĩa là một cái bài hát mà tôi sẽ biết trong cái series tự sáng tác đó, tôi dựa vào lượt xem hay lượt like nào nhiều nhất để tôi sẽ nghiên cứu và tôi sẽ làm cái bài hát đó ra luôn. Rồi thì bây giờ tạm biệt các bạn nha. Bye bye, good night các bạn. Yeah.